là hợp tác xã chuyên sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm ổi cho người dân xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Hợp tác xã ổi và dịch vụ nông nghiệp Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc đang cần nguồn vốn khá lớn để mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm. Hiện đơn vị đang vay vốn ở quỹ tín dụng của địa phương. Tuy nhiên, nguồn vay từ quỹ này lại không được nhiều. Đơn vị cũng đã tính đến việc vay vốn từ các ngân hàng thương mại để mở rộng sản xuất kinh doanh, nhưng do vướng các thủ tục, quy định nên không thể thực hiện. Nếu như phải thủ tục là phải có cái mặt bằng, có đất đai, rồi là xây dựng nhà xưởng, rồi là xây dựng quầy cửa hàng, thì những mà cái nguồn vốn này hiện nay mình chưa có. Mà để tiếp cận vay được nguồn vốn thì phải cần về thể chấp. Mà một cái vấn đề là mà nếu như đưa đưa vào cái thể chấp tài sản của cá nhân á, thì thực rất mà nói là nó không đúng mà nếu lấy cái tài sản của hợp tác xã mà thể chấp tài sản cũng không có. do vậy trong cái lĩnh vực này thì chúng tôi cũng đang băn khoăn và trăn trở làm sao để cho các hợp tác xã nói chung và cùng như chúng tôi nói riêng là để thuận lợi trong quá trình hoạt động à, sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân trên địa bàn của chúng tôi. Không chỉ hợp tác xã ổi và dịch vụ nông nghiệp Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc mà nhiều hợp tác xã hiện nay cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự. Trong quá trình sản xuất kinh doanh của hợp tác xã thì hầu hết các hợp tác xã đều phải đầu tư vào những cái hệ thống nhà máy rồi các dây chuyên để làm ra sản phẩm nên tôi nghĩ là các ngân hàng hỗ trợ có những tài sản của của doanh nghiệp của hợp tác xã đưa vào thế chấp để hợp tác xã thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn. Các hợp tác xã đang cần vốn trong khi các ngân hàng thương mại, nguồn vốn cho vay đang rất lớn nhưng không thể cho vay do vướng mắc về quy định, thủ tục cho vay đối với khu vực kinh tế, hợp tác xã. Vừa rồi chúng tôi đã cho cán bộ đi điều tra và tiếp cận thì cơ bản là các cái hợp tác xã ốc Cục sản xuất kinh doanh cùng một số là rất hiệu quả. Tuy nhiên để tiếp cận được của ngân hàng thì hiện tại dưới quá quá trình chúng tôi à, đi kiểm tra và thẩm định ấy, về mặt hồ trợ pháp lý về chế hoàn thiền Để thứ hai nữa là cái chỗ những cái đối tượng mà vay mà có tài sản đảm bảo ấy thì cái tài sản đảm bảo rồi thì tài sản chúng thì ngân hàng cũng không thể là thể chấp được. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, dư nợ cho vay đối với các hợp tác xã của Hà Tĩnh chỉ đạt 115 tỷ đồng, chiếm 0,12% tổng dư nợ toàn địa bàn với trên 200 hợp tác xã được vay rất ít so với con số hơn 1.000 hợp tác xã hiện đang hoạt động trong toàn tỉnh. Đáng chú ý, dư nợ cho vay đối với hợp tác xã đã liên tục giảm trong giai đoạn 2021-2023. Nếu như cuối năm 2021, tổng dư nợ của khu vực hợp tác xã ở Hà Tĩnh đạt trên 151 tỷ đồng, thì đến thời điểm 31 tháng 5 năm 2024 chỉ còn 115 tỷ đồng, giảm 23,7%.